Dạ, sau đây xin test đơn hàng đế xoay cho anh Đức 52 cm tải dưới 100 kg, có remote điều khiển. Và bây giờ em xin tiến hành ghim điện vào để test đơn đế xoay này cho mình ha. Đấy, đế đã xoay nha. Và đây là thẻ bảo hành và card visit của anh đây. À, em xin đỡ xuống. Rồi, em xin mượn một cái miếng lót và em sẽ đứng lên lót lên ha, tại đế mới không dám để nguyên. Rồi bây giờ em sẽ đứng lên, em cho nó dừng lại đã. Rồi đứng lên nha, em thì khoảng 70 kg, 71-72 gì đó. Rồi bây giờ bắt đầu cho xoay nha, em ngồi trước nha. Đây em sẽ cho tăng cấp độ lên nhanh nhất. Rồi hiện tại là đang ở cấp độ xoay nhanh nhất nha. Rồi bây giờ sẽ đổi chiều và giảm cấp độ thấp nhất. Đây cấp độ thấp nhất ha, cấp độ chậm nhất. Đây cấp độ chậm nhất nha. Rồi bây giờ đứng lên này, giống như xoay người mẫu vậy đó. Xoay nãy giờ là cảm nhận là rất là ok, không có bất cứ vấn đề gì cả ha. Rồi, em xin dừng đế lại và camera tiến gần vào đây để xem cái sản phẩm là toàn bộ là không có trầy xước, nứt nẻ gì cả, dính bẩn gì hết nha. Đây, rất là ok. Rồi, mặt sau không có nứt nẻ, trầy xước gì hết. Đây tem bảo hành xin dán ngay đây và tem QC nằm ngay đây. Đây những miếng đệm đó, đầy đủ. Rồi bên hông đây là công tắc và đây là chỗ ghim điện. Đây ok hết ha, không có bất cứ vấn đề gì nha. Rồi đây là kẹp visit, thẻ bảo hành và remote, và kèm với một cục adapter. Adapter này là 15V 2A nha. 15V 2A. Rồi. Ok, em xin cảm ơn anh đã xem và xin chào anh.